Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang nhắn bạn trên trang web là phan.com. Thì video này chúng ta sẽ làm cái trò chơi game này cũng tương đối là hay bạn. Cũng thấy nhiều nhiều trò game cũng làm cái dạng này rồi. Có nghĩa là cái trái banh hay là nhân vật chính ta sẽ đi trên cái con đường hay đi trên gì nè. Thì từng ô nó sẽ rớt xuống như vậy. Phải đi nhanh lên không thôi nó sẽ rớt xuống ha. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi, và cái hiệu ứng là khi chúng ta đi chạm vô cái ô nào thì ô đó nó sẽ đổi màu. Này ta đang để thì chọn là random, nghĩa là một cái màu ngẫu nhiên bất kỳ. Bạn thấy có thể là chọn chỉ đúng một cái màu thôi, tùy các bạn. Cái thứ hai là những cái ô đó nó sẽ hơi rung rung tí, rung theo cái hướng nào đó thì tùy chúng ta chỉnh nó. Bạn không đi nhanh thì bạn sẽ rớt xuống chết thua, ví dụ vậy. Ok ha, dễ ha. Thì làm sao ta, thứ nhất là cái trái banh đó, bạn điều khiển cho trái banh nó di chuyển qua trái phải á, thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái notch thôi mà, chết mu nè. Đó, dễ đúng không? Đó. Dùng nó chất mu này tôi cho bạn xem. Đây, điều khiển cái trái khóa cầu là tôi sử dụng cái nó chất mu thôi bạn, chất mu nè. Thì nó chất mu ban đầu nó rất là nhạy bạn. Nè, trái phải lên xuống thấy chưa? Nó chất mu ban đầu rất là nhạy, chúng ta phải chỉnh xuống bằng mặc định ban đầu như là 1,5 gì đó. Tôi chỉnh con số rất là nhỏ luôn, 0,05. Rất là nhỏ luôn các bạn, 0,05. Ban đầu là 1,5 đó, chỉnh 0,05, ta chụp x nè, chụp y. Rồi độ smooth là 0,5. Rồi kèm theo đó là cái nếu ta quét trên màn hình điện thoại thì chụp x thì này theo chụp x luôn, theo chụp y thì nó là theo chụp z. Ok ha, những cái này quá quen là làm quá quen rồi. Rồi tiếp tục khi chúng ta va chạm với những cái này tự động nó rớt xuống mà, thì ban đầu cái khóa cầu chúng ta là dynamic ha, cái khóa cầu chúng ta hay chuyển động được, chúng ta sẽ nó là dynamic. Rồi thì chúng ta sẽ điều khiển nó đi tới lui xoay xoay tròn. Còn cái khóa hộp sao bạn, khóa hộp ban đầu chúng ta sẽ cho nó là tính dốc vật lý luôn, nhưng mà nó là static, nghĩa là đối tượng cố định, bởi vì nó mới treo lơ lửng ở trên nè, thấy chưa? Nó chỉ khi nào mà trái cầu chúng ta đi tới nó đụng nó thì nó mới rớt xuống thôi. Thì cái trong cái khối những cái khóa hộp này bạn, chúng ta sẽ thêm thì chọn gì? Ban đầu chúng ta cho nó là dynamic ha, rồi chỉ là cho nó là cái static rồi. Đây nè, static nè, tính chất vật lý nó static nghĩa là nó cố định, bình thường nó sẽ cố định mà nó sẽ ở lơ lửng ở giữa bầu trời ấy. Thì khi mà nó va chạm với cái nhân vật chính chúng ta là cái khối cầu nè, nó khối cầu nè, thì sao bạn, thì nó sẽ rớt xuống đồng nghĩa với việc là nó sẽ chuyển từ cái tính chất vật lý từ static là cố định sang dynamic. Đây cái nốt này là cái nốt quan trọng, đây thấy chưa, chuyển từ static sang dynamic. Ok ha. Rồi thì cái này bạn hãy chỉnh thêm cái tính chất vật lý, cái lực tác động ban đầu nữa. Thì bạn muốn nó rớt xuống liền thì bạn chỉnh theo trục y theo hướng xuống, còn không thì bạn cứ để mặc định cũng được. Bạn muốn cho cái lực lớp cái nó rớt xuống cho nhanh đó bạn, thì bạn chỉnh trong cái này nè, nó cái trọng lực trong môi trường 3D world nè, mặc định nó có 9,8 à, 9,8 nha, trừ 9,8 ta chỉnh xuống -15 rồi, thì nó hơi nhanh, ta chỉnh khoảng -12 thôi thì nó sẽ rớt xuống chậm hơn, hay chưa, nó từ từ nó rớt xuống, nó chỉnh cái tính chất vật lý thôi. Rồi còn gì nữa không? Rồi chỉ vậy thôi. Đó là khi chúng ta chạm với nó, nhưng mà nó sẽ rớt xuống liền, nên tôi sẽ thêm cái nốt delay bằng như là khoảng 0,7 giây hoặc là 1 giây đó thì nó mới bắt đầu rớt xuống, chứ ta chạm nó thì nó chưa rớt liền đâu, thấy chưa? Một chút nó mới rớt. Kèm theo đó là việc đổi màu, là tôi thêm cái nốt này bạn, random nè. Đó, bạn cho tối này là cho màu ngẫu nhiên, còn không bạn cho một cái màu cố định nào đó thì bạn tự vô đây cái phần set color. Bạn đặt nó một cái màu cố định đó, dù tôi bỏ này ha. Thật sự tôi muốn nó đổi thành một cái màu cố định là màu vàng đi, tôi click vô đây. Rồi thì khi nó chạm thì nó sẽ chuyển sang màu vàng các bạn. Nè, cho bạn xem thử nè. Bây giờ khi nó chạm vô đâu thì cái đó nó sẽ chuyển ra đúng cái màu vàng. Ok ha. Đó, trường hợp này tôi muốn nó đổi một cái màu ngẫu nhiên thì tôi cho tôi chọn này, dễ mà. Rồi, còn cái chuyện nữa là khi ta chạm các bạn thì những cái ô đó nó sẽ như tôi nói di chuyển hơi rung rung tí á. Thì người ta sẽ chỉnh nó bạn. Chỉnh bằng cách nào bạn có nhiều tùy chọn lắm, bạn hãy thêm cái tùy chọn là position, nghĩa là nó thay đổi vị trí theo cái trục gì đó, trục x, trục y, z thì các bạn nói tôi để bằng không hết đi, mà tôi chỉnh cái biến thiên cho nó ngẫu nhiên, mà ngẫu nhiên theo các trục chỉ đơn giản thôi. Rồi cái thời lượng thì tôi cho mau lắm bạn, cho 0,3 giây, tại vì ở đây chúng ta để là 0,7 giây là nó đã rớt xuống dưới rồi, rớt xuống dưới đất rồi, nên tôi để cái khi mà thực hiện xong cái thời lượng bạn, sau khi nó rung sau cái này nè, trong thời gian 0,3 giây sau đó nó sẽ kết thúc xuống cái nốt delay này bạn, nó đợi khoảng 2 giây tiếp theo thì nó mới thực hiện cái việc rung tiếp theo. Nè, tôi để delay 2 giây nè. Những này thì quá quen rồi. Nó là tính chất lặp lại thôi, tôi tạo cái vòng lặp thôi, là kết thúc của này là đầu của kia. Rồi.
ta chạm thì sẽ đổi màu và nó sẽ rung rung, cho khoảng thời gian 0,7 giây thì nó sẽ rớt xuống, thấy chưa? Nó dễ quá, mấy này chúng ta làm rành hết rồi. Cái này cũng thấy nhiều trò game làm áp dụng nhiều lắm các bạn, hay lắm. Dù như nhân vật nó đang chạy trên một cái cục chạy đó, nó sẽ rớt xuống. Nó bạn muốn nhanh hay dễ thì bạn chỉnh cái độ rớt xuống màu hơi khó bạn, ví dụ như cho 0,5 giây là rớt đi ha, nghĩa là phải di chuyển thật là nhanh, nếu chậm tí là nó sẽ rớt xuống là thua đó. Còn bạn muốn điều khiển cái nhân vật người chơi chúng ta cho nó nhảy thì bạn chỉnh cái độ nhảy này lên, ví dụ 0,05 thì hơi yếu quá, bạn hãy tăng lên 0,06 hay 0,07 thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn bạn, di chuyển cái khối cầu chúng ta nhanh hơn đó. Rồi ok, trò này nó dễ làm lắm nhưng mà nó rất là hay, ứng dụng nhiều lắm, nhiều trò game làm này lắm. Ok ha, đó. Rồi ta kết thúc video này đi. Rớt xuống dưới bạn để một cái tấm mặt phẳng ở dưới, nếu ta đụng mặt phẳng đó thì chúng ta sẽ chết, game over hay dù gì. Rồi, ta kết thúc video này. Tôi là Tú và đã dẫn các bạn trên trang web là fan.tú.com. Hẹn gặp lại các bạn.